Đây là Thế Hưng, một cậu tân sinh viên của trường Đại học FPT Hà Nội. Người gì đâu mà vừa nhút nhát, rụt rè, lại chẳng hòa đồng với mọi người gì cả. Còn chúng tôi là 6 nhân tố mà Hưng không hề biết đến. Chúng tôi cũng chưa từng có cơ hội được thể hiện, cũng như giúp đỡ cậu ấy. Cho đến khi... Hưng và chúng tôi bị hút vào trò chơi. Chào mừng bạn đến với thế giới bên trong ra ngoài. Nơi đây, tôi đang nắm giữ thứ mà bạn đang tìm kiếm và để chứng minh bạn xứng đáng tham gia cuộc hành trình của chính mình. Ở màn 1, chắc chắn với sự giúp đỡ của tôi, dẻo dai và cậu bạn khỏe mạnh thì Hưng sẽ chiến thắng. Hãy chuẩn bị tinh thần với trái phải đúng mặt với rằng là không một ai là mình sẽ không đơn giản như lần trước đâu. Nghe hợp lý nhất cho màn này thì chỉ có thể là dancer và music thôi. Hai nhân tố tài năng cuối cùng đã được thể hiện. Sử dụng chúng một cách khôn ngoan để tìm ra thứ mà bạn đang tìm kiếm bấy lâu nay. Có lẽ ai cũng thắc mắc tại sao chúng tôi không giúp đỡ Hưng ngay từ đầu. Nhưng thực tế, chúng tôi chỉ là những nhân tố của cậu ấy. Khi Hưng có ý chí, có quyết tâm, nghị lực, động lực vượt qua mọi chuyện, thì đó như một nguồn năng lượng khiến 6 nhân tố hoạt động. Tất cả đều phụ thuộc vào bản thân Hưng. Flash, Nerd, hai cá tính trái ngược nhau, một người nhanh nhẹn và một người thông minh. Nhưng hai người đã có một sự kết hợp rất hài hòa và thành công. Và cuối cùng thì bạn cũng đã nhận ra, cuộc sống này không có giới hạn. Chỉ có chúng ta tự tạo ra giới hạn cho chính bản thân mình. Có hay không, chúng ta cũng nên thử một lần mạnh dạn thoát khỏi vùng an toàn để khám phá bản thân và làm nên những điều phi thường. Với sự thấu hiểu sâu sắc và niềm tin mãnh liệt vào bản thân, chắc chắn sẽ không có trở ngại nào có thể làm bạn chủ bước. Đó cũng chính là thông điệp mà đội tuyển FV trường Đại học FPT Hà Nội muốn mang đến thông qua video này. Sinh viên FPT! Yeah!